bạn sẽ không thể kiếm được tiền nếu cứ mang theo trạng thái này. Mình biết còn hơn 2 tháng nữa thôi là Tết rồi, tiền không kiếm được, hàng hóa thì ế ẩm, thì việc chúng ta nghĩ và lo lắng về tiền bạc là việc không thể tránh khỏi. Nhưng bạn à, nhiều cứ ở mãi trong trạng thái này thì có giúp bạn thay đổi cuộc đời hay không? Tôi thấy bạn còn đang rất là mệt mỏi, Nguyễn thấy bạn còn chẳng còn tí năng lượng nào cả, thì lấy đâu ra sức để bạn kiếm tiền? Không cẩn thận bạn còn ốm, còn mất thêm nhiều tiền cho công viên áo trắng nữa đấy chứ. Nguy hiểm hơn, nếu bạn hiểu về luật hấp dẫn, bạn cứ giữ mãi trạng thái tiêu cực này thì bạn sẽ còn tiếp tục hấp dẫn thêm vấn đề khó khăn hay những chuyện khiến bạn ngày càng mệt mỏi hơn thôi. Có những thời kỳ Huệ đã từng rơi vào trạng thái này, lúc đó Huệ chỉ muốn buông bỏ, muốn dừng lại, muốn trốn chạy, không muốn làm bất kỳ một điều gì cả. Nhưng đến cuối cùng, kết quả nhận là Huệ không thể buông bỏ được bất kỳ một điều gì, vẫn không thể trốn chạy được. Cơm, áo, gạo, tiền vẫn tiếp tục gây áp lực cho chính tôi. Những người thân thì vẫn đang cần Huệ, bố mẹ vẫn đang chờ đợi tôi. Tôi hỏi rằng nếu bạn vẫn cứ sống mãi trong trạng thái đó, có giúp gì cho được bạn không hay không? Vì vậy bạn hãy thay đổi trạng thái, bạn lạc quan lên một chút, vui vẻ thêm một chút, mỗi ngày chịu khó làm thêm một chút công việc, mỗi ngày chịu khó kiếm thêm một cái nghề khác nhau để kiếm ra tiền. Có thể cuối năm bạn sẽ không đạt được bản số tiền mong muốn, nhưng chắc chắn nó sẽ còn tốt hơn cái hiện tại của bạn. Dù sao chúng ta vẫn phải sống, chúng ta vẫn phải tiếp tục bước đi, và chúng ta vẫn phải thanh khoản những khoản chưa riêng và kiếm tiền. Tại sao mình không thể đem lại nụ cười cho mình, không thử cho mình những trạng thái thoải mái hơn, không thử coi cái hành trình này như thể chúng ta không còn gì để mất. Biết đâu khi bạn cười, khi bạn thoải mái, khi bạn hạnh phúc, đó lại là lúc cuộc đời bạn bước ngoặt sang thay đổi thì sao? Hãy cùng Huệ tiến tới một cái Tết ấm no, hạnh phúc hơn bạn ạ.